Và chủ đề của chúng ta hôm nay đó là con trời đến với con người. Kinh Thánh của chúng ta ở trong Giăng đoạn 1, câu số 4, đó là trong ngài, chúng ta gạch cái chữ trong ngài, vì ngoài ngài, anh em cứ để ý những câu này, ngoài ngài là không có, cho nên trong ngài có sự sống, và trong Chúa Giêsu có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người, thì trong cái sự sống của Chúa đó có sự sáng để ngày đến ngày ban cho loài người, cho nên ngày đến ngày đem theo sự sống và sự sáng cho loài người. Và chút nữa chúng ta sẽ coi ở trong Esai đó, chúng ta sẽ thấy rất là rõ sự sáng soi trong tối tăm. Tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng, thì câu này và phần dưới chúng ta sẽ học trong bài sắp tới. Bây giờ chúng ta sẽ vào ở trong Esai đoạn 9, và đây là tiên tri Esai thấy Chúa Giêsu trước. Và chúng ta sẽ đi từ câu số 1 cho đến câu số 9 để nhận lấy sự sáng và biết rằng mình là con của sự sáng, mình đang có đấng sáng láng lớn lao đang ở trong mình, và mình không còn là con của sự tối tăm. Người nào tin nhận Đức Chúa Giêsu thì có Chúa Giêsu là có sự sáng ở trong rồi, không còn ở trong sự tối tăm. Nhưng vì cớ mình không hiểu biết về ngài và mình không có nhận ra mình là con của ai, cho nên ma quỷ nó lừa dối tâm trí và nó cho mình biết rằng là mình là con của sự tối tăm. Và chút nữa chúng ta cũng sẽ thấy là những cái điều làm cho chúng ta dời nhà, cái nghĩa là từ sáng láng mà chúng ta dời nhà qua tối tăm, thì chúng ta sẽ học biết tối nay là chúng ta dời nhà từ tối tăm qua sáng láng. Và chúng ta sẽ nhận biết mình là ai, mình là con của sự sáng. Và lý do mà sự tối tăm có quyền là vì cứ chúng ta làm những công việc của tối tăm thì ma quỷ nó hành động. Anh em khi hiểu được điều này thì chúng ta sẽ có một đời sống gọi là ở đất cũng như ở trời đó. Và mỗi ngày anh em được mở ra, mở ra, mở ra, và chúng ta ứng dụng theo. Đừng có nói mà là sống. Và qua cái sự sống của Chúa trong chúng ta thì nó tỏa qua đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi ha. Dân đi, chúng ta gạch cái chữ đi. Trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn. Là đây là những gì mà ông Esai ông thấy về đấng Messiah đó, đấng đã hứa đó cho dân sự của Chúa, và ngài là sự sáng lớn luôn, có nghĩa là cực sáng. Và bây giờ sự sáng của Chúa đó chiếu hay là soi rọi trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúng ta gạch cái chữ bóng của sự chết, vì những người nào mà đi trong sự tối tăm thì bóng sự chết nó hành động. Bây giờ khi mà sự sáng đến thì đây là những điều xảy ra này, là khi Đức Chúa Giêsu đến thì đây là những điều xảy ra trong Tân Ước đó mà ông Esai nói trước. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc kia chiến lợi phẩm hay là của cướp. Đó. Và khi mà sự sáng đến thì đây là những gì xảy ra nè, đem niềm vui nè, và niềm vui tăng lên nè, đem sự chiến thắng nè. Và chúng ta học, chúng ta thấy khi mà họ chiến thắng, họ được những cái chiến lợi phẩm, thì không những là họ đánh bại kẻ thù mà họ còn được những cái của cải của kẻ thù nữa. Câu số 3, vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang. Khi sự sáng đến là bứt phá cái này nè, cái ách này, là trên cổ đó, là cái ách họ mang. Vì kẻ thù nó đến là nó bỏ ách vào cổ để nó điều khiển được. Rồi cái roi đánh trên vai họ, khi mà nó bỏ được cái ách vào thì nó bắt đầu nó đánh. Đó, và ngày hôm nay nhiều người mang những cái ách ở trên đời sống của mình mà nó là thuộc về vô hình, cho nên mình thấy là nó nặng nề lắm. Đời sống không có vui, đời sống mệt mỏi, than phiền, khốn khổ. Đó, tin Chúa thì tin, đi nhà thờ thì đi, nhưng mà cái điều này họ vẫn còn ở trong những cái xiềng xích, là vì cớ sao? Vì họ không biết rằng Chúa Giêsu là sự sáng đã bắt cái này rồi. Cái nghĩa là nó bỏ cái ách vào, nhưng mà cái ách này nó không có khóa, vì cái Chúa bẻ khóa rồi. Mà hồi sáng chúng ta cũng học là Chúa ngài đuổi chúng đó, nhưng mà ngài biểu mình phải diệt đi. Cái nghĩa là mình có cái quyền của Chúa để quăng nó ra, đuổi nó ra, đánh bại nó bởi danh của Chúa Giêsu. Thì đây là tối hôm nay chúng ta, hay là sáng nay bên Việt Nam chúng ta học, thì chúng ta nhân danh Chúa Giêsu bởi sự sáng Chúa bẻ gãy mấy cái ách này đi, ra khỏi đời sống của chúng ta. Cái gì mà có thói quen đó, thói quen xấu mà nó cứ lặp đi lặp lại trong đời sống của chúng ta, nó trở nên cái ách trên đời sống của chúng ta. Và khi mà cái ách rồi thì quỷ nó bắt đầu nó đánh, nó đem bệnh tật đến nè, nó đem sự chia rẽ nè, ồn ào nè,
chửi bới nè, đó, bắt đầu cây gậy của Hà Hiếp là nó chặn giữ cái người đó luôn, không hầu Chúa được, không đi đâu được hết. Đó là công việc của tối tăm. Như trong ngày của Madian thì Madian là kẻ thù của Israel, và khi mà kẻ thù này nó đến là đây là tất cả những việc nó làm cho dân Israel nè, y đúng y như vậy luôn. Thì bây giờ trong thế giới thuộc linh của mình á, ngày hôm nay thì chúng ta không có bị giống như hồi xưa, nhưng mà chúng ta rơi trong cái tình trạng là bị áp chế, bị điều khiển, bị giới hạn. Thì nhờ sự sáng của Chúa là bứt hết cả giày dép của kẻ đánh giặc, trong khi dao kiếm cùng cả áo sống với máu đều dùng để đốt và làm chùm lửa, nghĩa là vô hiệu hóa hết, không còn ích lợi, không còn sử dụng nữa. Đó. Đây là những gì của sự sáng đến, vì trong sự sáng của Chúa nó có lửa, cho nên là lửa của Chúa đến là tiêu diệt hết. Xin Chúa giúp cho chúng ta để ứng dụng vào trong đời sống là chúng ta không phải là những kẻ mà bị hà hiếp nữa đâu, mà kẻ hà hiếp phải run sợ trước danh Chúa Giêsu là đấng ở trong chúng ta, nhưng mà chúng ta không biết, không có soi cái sự sáng ra, là cái xác thịt nó giống như cái thùng á, và nó che cái sự sáng của mình lại, hay là cái hoàn cảnh là cái thùng á, nó che sự sáng của mình lại, hay là cái sự sợ hãi là cái thùng nó che sự sáng của mình lại, hay là sự tham muốn hay cái gì đó, nó che sự sáng lại, thì nó làm cho sự sáng không có tỏa ra được, bị nghẹt ngòi. Thì bây giờ bởi cái công việc của xác thịt mà ma quỷ nó áp bức chúng ta, thì chúng ta nhờ Chúa loại ra, đuổi nó ra, và xin lửa của Chúa đốt cháy. Vì Chúa nói nè, đốt hết giày dép, áo sống, cái gì vấy máu của chiến tranh là chụm hết. Rồi câu số 5, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Đó là nói về Chúa Giêsu, ông tiên tri về Chúa Giêsu, và quyền cai trị lấy trên vai Ngài. Ngài được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Cái nghĩa là tất cả những gì chúng ta cần á, có hết trong danh của Ngài. Ngài làm vượt hơn sự suy nghĩ của chúng ta, Ngài lạ lùng hơn sự suy nghĩ của chúng ta, Ngài khôn ngoan mưu luận hơn sự suy nghĩ của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, có nghĩa là không việc gì Chúa không làm được. Đó. Là Cha đời đời, có nghĩa là Ngài yêu thương chúng ta đời đời. Là Chúa bình an, Ngài ban sự bình an, Ngài đến, Ngài ban, Ngài cai trị trong lòng của chúng ta bằng sự bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài. Chúng ta thấy cái quyền cai trị, khi chúng ta ở dưới quyền cai trị của Chúa thì đây là những cái được thực hiện. Mà chúng ta ở dưới quyền cai trị của xác thịt ấy, thì ma quỷ nó có quyền. Đó là lý do tại sao mà chúng ta không hưởng được nước của Đức Chúa Trời, là vì cứ chúng ta sống trong xác thịt, suy nghĩ xác thịt, cầu nguyện theo xác thịt và hầu việc Chúa theo cách của xác thịt luôn. Đó thì chúng ta không ở dưới quyền của Chúa, không ở dưới quyền cai trị của Ngài, vì chúng ta không muốn vào. Vì vào thì phải thay đổi cái cách của xác thịt, là phải bước đi bằng Đức Thánh Linh, bước đi bằng lời của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điều để cho chúng ta biết là mình đang ở trong vương quốc sự sáng hay là mình đang ở trong vương quốc của sự tối tăm, thì sẽ giúp cho chúng ta thấy rất là rõ. Và khi mà chúng ta ở trong vương quốc của Chúa thì có sự bình an, ở trong vương quốc của Chúa thì có sự vui mừng và nó tăng lên. Ở trên ngôi nước Ngài, trên ngôi David nước Ngài, tặng làm cho nước vững bền. Chúng ta thấy ý muốn của Chúa là cho vương quốc của Chúa vững bền, mà vương quốc của Chúa hiện đang ở trong lòng của chúng ta. Và Ngài muốn điều này được vững bền, chứ không có phải là lúc lên lúc xuống, lúc có lúc không, lúc vui lúc buồn. Vì Chúa Ngài muốn đời đời, Ngài ban sự đời đời cho chúng ta. Cho nên chúng ta biết ơn Chúa về điều đó. Mình lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Cho nên nước của Chúa là nước của chánh trực, nước của Chúa là nước công bình. Không chánh trực, không thuộc về của Chúa, không công bình, không thuộc về nước của Chúa. Anh em thấy rõ chưa? Rất rõ luôn. Cho nên chúng ta ứng dụng vào trong đời sống. À, cái này công bình không? Không công bình, không thuộc về Chúa, không chơi. Cái này có chánh trực không? Không, không chánh trực, không chơi, không thuộc về Chúa. Đi ra khỏi đời sống của ta. Ta không có Chúa, ta không muốn. Vì cớ mình đang ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và thật là một sốt sắng của Đức Sê-va bạn quân làm sự ấy, thì ông Esai, ông thấy ý muốn của Chúa và ông đã tiên tri trước cái điều này. Và sau đó thì Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến và Ngài đã thực hiện những gì mà tiên tri Esai đã nói. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe về Chúa là sự sáng, và chúng ta sẽ ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Anh em ơi, nếu học lời Chúa mà không ứng dụng đó, cái đời sống chúng ta nó bị chai, cái đức tin này bị chai, mình không ai gây dựng mình được nữa hết. Mình không nghe mà mình bắt đầu mình không có hiểu luôn. Càng ngày giống như mình cứ đi theo cái luồng tư tưởng của mình, mà mình không đi theo cái luồng của Thánh Linh. Cho nên mình cố chấp,
mình cứ nghĩ mình là đúng và không ai gây dựng mình được hết. Mình vẫn giữ cái ý tưởng của mình. Cho nên mình phải nhờ Chúa để tỉnh ra. Chúa ơi, giờ đã đến thời điểm mà con phải trỗi dậy rồi, con phải tỉnh ra mới cứu gia đình con được. Cho nên con, Chúa cho con biết là cái nào của xác thịt, cái nào của thánh linh. Và Chúa ngày cho chúng ta rất là rõ, và bài học sẽ giúp cho chúng ta thấy cái của xác thịt thì chúng ta nhờ Chúa diệt nó, cái tư tưởng nó đến, diệt nó. Cái nào mà chống lại với ý tưởng của Đấng Christ, tiêu diệt nó, vì ngày cho chúng ta có quyền rồi. Và Chúa biểu phải diệt đi, mà trong phục truyền chúng ta đã đọc sáng nay đó, là tối bên anh chị em đó, là Chúa ngày đuổi chúng đó, mà ngày ra lệnh cho dân sinh là phải diệt kẻ thù. Cho nên bây giờ Chúa ngài đã rút bỏ quyền cai trị, Chúa đã làm hết tất cả cho chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ cần diệt nó thôi. Có nghĩa là nó vô là diệt. Chúa ngài ban lửa của ngài, ngài ban thánh linh của ngài, ngài ban lời của ngài, những cái vũ khí đó, chúng ta có quyền để tiêu diệt chúng đó. Mà sai lửa của Chúa thiêu đốt những cái ý tưởng sai trật. Ví dụ chúng ta thấy là nhiều khi coi phim nè, nhiều khi nghe những câu chuyện thầm phào nè, nhiều khi có những cái mà chúng ta lướt qua phone chúng ta thấy đó, nó vô cái đầu chúng ta hồi nào không hay. Đó, chúng ta thấy tự nhiên nó lãng vãng ở trong á, là chúng ta phải nhận Chúa Jesus, xin Chúa rửa sạch, xin Chúa tiêu diệt nó, và con từ chối những điều đó, và ngài giúp chúng con để con không giữ bất cứ những điều ác trong đời sống của chúng con. Thì đó là bí quyết. Còn nếu mà anh em mà không á, thì chúng ta chỉ học biết thôi, chứ còn không có sử dụng được, vì lòng của chúng ta nó bị cứng lại. Cho nên đây là thời điểm cơ hội mà Chúa cho chúng ta làm mềm ra, mở ra, tập vâng lời Chúa, thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta và chúng ta sẽ trưởng thành rất là nhanh. Tôi tin là sau những ngày kiên ăn cầu nguyện này sẽ có rất là nhiều cuộc đời được Chúa ban ơn sức dầu rất đặc biệt luôn. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta đứng vững với Chúa trong những ngày cuối cùng này anh em ơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe bài học nha. Tôi xin phép để học và không làm mất thời gian của các anh chị em. Xin thân ái, kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Lời Chúa. Và đây là những gì mà Chúa ngày muốn bày tỏ cho chúng ta trong những ngày cuối cùng này. Vì chúng ta tin Chúa, mỗi người thì có khoảng thời gian khác nhau. Thật là phước hạnh cho người nào mới tin Chúa mà được biết Chúa mà mình đang thờ phượng là ai. Và chủ đề của chúng ta học tiếp ở trong Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 4 phần A, đó là con trời đến với con người. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên chúng con trong giờ phút này. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến để tìm và cứu chúng con, vì chúng con không thể nào tìm Ngài được. Và ngày đêm thiên đàng đến cho chúng con, ngày đêm tình thương của Ngài để giúp cho chúng con phục hồi lại với tình thương của Đức Chúa Cha. Xin Chúa Ngài hành động trên chúng con trong giờ phút này và cho chúng con học nhớ và tôn trọng Chúa, hiểu Chúa và yêu thương Đấng đã tạo dựng nên chúng con, Đấng đã chết cho chúng con, Đấng sống lại cho chúng con, Đấng ban cơ nghiệp đời đời cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài, con dâng thì giờ quý báu này cho Chúa và Ngài trọn quyền để hành động. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu gốc của chúng ta ở trong Côlôse đồng 1 câu 15, ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sinh ra đầu hết mọi vật dựng nên. Đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Đây là Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta qua văn đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4 phần A cho chúng ta biết Đức Chúa Giêsu là ai. Và chúng ta không cố gắng để giải thích về Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh và sự hiệp nhất của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ hiểu về Ngài qua Kinh Thánh và nhờ Chúa để sống với những gì mà Chúa ngài ban cho chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và nhờ Đức Thánh Linh thì chúng ta được hiểu về Ngài nhiều hơn, vì Đức Thánh Linh là thần lẽ thật để dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, và lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, Chúa Giêsu là lẽ thật và Đức Thánh Linh là lẽ thật, và Ngài cũng được gọi là thần lẽ thật để dẫn chúng ta vào, chỉ cho chúng ta, bày tỏ cho chúng ta và giúp cho chúng ta yêu thương Ngài, giúp cho Chúa Giêsu ở trong chúng ta được chiếu sáng vinh hiển bởi
thánh linh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Đức Chúa Cha, cảm ơn Đức Chúa Giêsu và cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Và chúng ta đã học qua ở trong câu 1 phần A là Đức Chúa Giêsu là ngôi lời và Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Ngài có từ trước vô cùng. Đức Chúa Giêsu là đấng tạo dựng muôn loài vạn vật. Và bây giờ chúng ta sẽ học ở trong Giăng đoạn 1 câu 4 phần A, đó là Ngài là đấng có sự sống và là sự sáng. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người hay là cho loài người. Cho nên sự sống và sự sáng của Chúa ở trong chúng ta khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng chữ, đó là Ngài là sự sống ở trong câu 4 phần A. Bây giờ được giải thích ở trong Giăng đoạn 5 câu 26. Vì như cha có sự sống trong mình, thì cha cũng đã ban cho con có sự sống trong mình vậy. Thì chúng ta thấy về quyền năng, về bản tánh, về tất cả Đức Chúa Giêsu giống Đức Chúa Cha. Cho nên Đức Chúa Cha có sự sống ở trong Đức Chúa Cha, thì Đức Chúa Giêsu cũng có sự sống của cha ban cho như vậy. Cho nên chúng ta thấy có những điều quyền năng, bản tánh và tất cả những gì Đức Chúa Cha có thì Đức Chúa Giêsu Ngài có. Trong Giăng đoạn 14 câu 6, vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Cho nên nhờ Đức Chúa Giêsu và Ngài là con đường, mà Ngài phải làm cái con đường đó bằng thập tự giá. Cho nên thập tự giá làm cho chúng ta được đến với Đức Chúa Cha. Vì không bởi Đức Chúa Giêsu thì chúng ta không thể đến với Đức Chúa Cha. Vì sao? Vì cớ con người là tội lỗi. Bây giờ cái sự khôn ngoan, công đức hay là sự công bình của con người, nó chỉ là một cái áo nhớt trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời, dù con người có công bình cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không đứng nổi trước sự công bình thánh khiết của Chúa. Cho nên Đức Chúa Giêsu ở giữa. Cho nên Ngài được gọi là đấng trung bảo đó, trung bảo là ở giữa. Cho nên Ngài lấy thân của Ngài, lấy mạng sống của Ngài để chết chuộc cho chúng ta. Và chúng ta nghe bài học là đời sống tội lỗi của chúng ta đó, nó hành động vì cái xác thịt này bị bán cho tội lỗi. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã mua chuộc chúng ta, cho nên chúng ta không cần thiết phải dùng cái câu đó để bảo vệ sự sai trật của mình. Vì cớ Chúa Ngài cho chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có sự sống của Chúa, chúng ta có lẽ thật của Chúa khi chúng ta đi trên con đường của Ngài. Vì cớ chúng ta không đi con đường của Chúa, làm sao để đi con đường của Chúa? Là đi trên lời của Ngài, vâng lời Ngài và sử dụng những gì chúng ta học đó vào trong đời sống thực tế để cho quyền năng của sự sống có cơ hội được phát lộ ra, hay là sự sáng của Chúa được bày tỏ ra qua những hành động. Ví dụ như một người họ đi trong sự sáng thì nó như thế nào, mà cái người mà không đi trong sự sáng thì Chúa bày tỏ cho chúng ta nó có những cái bông trái của nó. Thì bây giờ nhờ Đức Chúa Giêsu chúng ta đến với Đức Chúa Cha, cho nên chúng ta rất là vui thích về điều này. Và Chúa Giêsu Ngài là đường đi cho những người không biết đường để đi. Cho nên ai đang bế tắc, Chúa ơi con không biết đường đâu hết trơn á, đây, hãy đến với Chúa Giêsu, hãy cầu nguyện với Ngài, thì Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta tha hồ phạm tội, cái tới hồi bế tắc mình chạy đến mình nói Chúa ơi cho con biết đường, thì chúng ta không nhận được gì cả, không thấy gì cả. Nhưng mà chúng ta khao khát để biết con đường của Ngài để đi, thì Chúa là đường đi để Chúa bày tỏ cho chúng ta. Và Chúa là lẽ thật, có nghĩa là không có dối. Vì cớ ngày hôm nay người ta đang bị lừa dối rất là nhiều, mà chúng ta thấy ngay cả anh em lừa dối nhau, cha mẹ lừa dối con cái lừa dối cha mẹ, và có rất là nhiều điều dối. Và trong cái thời kỳ của Chúa Giêsu thì có rất là nhiều đạo giả và thầy dối. Cho nên Chúa Giêsu Ngài đến thì Ngài không hề nói dối, và trong Ngài không có sự dối trá. Cho nên Chúa Ngài mới là lẽ thật, và lẽ thật của Chúa là điều mà chính Chúa Ngài bày tỏ cho con loài người. Cho nên khi chúng ta biết Chúa Giêsu, chúng ta đi trong đường của Chúa Giêsu thì Ngài bày tỏ lẽ thật đó cho chúng ta bởi thánh linh của Ngài. Và khi mà chúng ta
đi trong lẽ thật của Chúa thì có sự sống của Chúa. Có nghĩa là nếu không đi theo lẽ thật của Ngài là không có sự sống. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ phượng Chúa. Vì nếu chúng ta thờ phượng Chúa không bằng tâm linh của chúng ta, không bằng lẽ thật, thì nó không có sự sống. Cho nên tất cả những cái gì muốn có sự sống thì có lời của Ngài. Và lời đó được bày tỏ và lời đó tôn cao Ngài, quy sự vinh hiển về cho Ngài, thì quyền năng sự sống khai phóng ra. Anh em ứng dụng đi. Khi mà mình ở riêng với Chúa, mình ca ngợi Chúa, mình tôn cao Chúa, mình dùng lời của Chúa, mình công bố, anh em sẽ thấy cuộc đời của mình bắt đầu từ từ nó sáng ra, Chúa mở ra. Là vì sao? Mình đi trong lẽ thật, mình đi trong lời của Chúa, mình đi trong đường của Chúa. Chúa ơi, con muốn sống theo cách của Ngài. Chúa ơi, con muốn được Chúa biến đổi để càng ngày con giống Chúa hơn. Chúa ơi, tất cả những cái gì mà không đẹp lòng Chúa đó, Ngài chỉ cho con và Ngài loại nó ra khỏi đời sống của con, và con đồng ý với Ngài. Thì càng như vậy chúng ta loại bỏ đời sống tội lỗi của mình, thì Chúa Ngài bắt đầu cho chúng ta sáng hơn, cho chúng ta sự sống dư dật hơn. Vì Ngài đến để cho chúng ta được sự sống, và sự sống sung mãn, đầy tràn, dư dật, tuôn tràn ra cho những người khác nữa. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Con lấy làm phấn khích khi nhận biết con tin một đấng đầy dẫy sự sống, và Ngài ban sự sống đầy dẫy đến cho mỗi cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài là đường đi. Con không tìm phương hướng từ nơi bất cứ một con người nào, giáo thuyết nào, mà chúng con sẽ tìm thấy đường đi trong lời của Đức Chúa Trời, trong Đức Chúa Jesus Christ. Và con cảm ơn Chúa khi con bắt đầu đi trên con đường của Ngài, lẽ thật của Chúa bày tỏ ra cho chúng con, để cho chúng con sống trong lẽ thật của Chúa, không sống trong lẽ dối, không sống trong bất cứ ý tưởng giới hạn của con người. Con cảm ơn Chúa vì điều đó, và khi con bước đi trong lẽ thật, thì sự sống của Chúa tuôn tràn qua chúng con, được khai phóng và tuôn chảy đến những người xung quanh chúng con. Con cảm ơn Chúa vì điều này. Con vui thích vì điều này. Con nhận điều này và con bước đi trong sự sống của Chúa Giêsu đang cho. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và trong văn đoạn 6 câu 47, quả thật ta nói cùng các người, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Chúa Giêsu Ngài đến để ban sự sống cho chúng ta và dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Cha, để cho hết thảy chúng ta không những được cứu tại trên đất này mà chúng ta sẽ được vào trong cõi đời đời để sống với Ngài. Vì Chúa Giêsu Ngài là đấng ban sự sống đời đời cho bất cứ người nào tin. Cho nên nếu ai là người thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu, chúng ta hưởng được sự sống đời đời. Hãy nói với Chúa là con cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài cho con biết rằng con có sự sống đời đời. Cho nên trong tâm linh của chúng ta, khi chúng ta tiếp nhận Chúa thì quyền năng của sự sống đời đời nó hoạt động ở trong chúng ta. Và bất cứ người nào thật sự được tin nhận Ngài một cách thật lòng á, thì cái quyền năng sự sống này đem đến một sự biến đổi rất là lớn cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho nên người nào được Chúa gọi là tái sanh á, là bắt đầu đời sống người đó được đổi mới để càng ngày trở nên giống Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta sẽ kiểm tra lại, ủa tại sao lúc mình mới tin Chúa mình biến đổi rất là nhanh, nhưng bây giờ mình tin Chúa lâu rồi mình thấy có sự biến đổi rất là chậm. Và nhiều khi mới tin Chúa được ơn nhiều lắm mà bây giờ thấy ơn nó rớt rụng hết, thì chúng ta sẽ kiểm tra lại là chúng ta đang đi trên con đường của Chúa không? Chúng ta đang đi trong lẽ thật không? Chúng ta đang đi trong sự sống không? Chúng ta đang đi trong sự sáng không? Thì những câu hỏi này sẽ giúp đỡ cho chúng ta quay trở lại với Chúa Giêsu. Trong văn nhất đoạn 5 câu 20, nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban thần trí. Anh em gạch cái chữ là đã ban trí khôn cho chúng ta. Đã có nghĩa là Chúa đã làm rồi. Bây giờ Ngài ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật. Và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Jesus Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Văn đã bày tỏ cho chúng ta, gồm tóm cho chúng ta biết rằng là những người nào mà được Chúa Ngài ban cho trí khôn đó, thì người đó sẽ nhận biết
đấng chân thật. Và nếu đời sống của chúng ta đang bị lung lay, ủa không biết mình tin Chúa vậy có đúng hay không, và mình ủa sao ông Phật ông sinh ra trước Chúa Giêsu mà, rồi cha mẹ ông bà mình dạy những cái điều đó mà bây giờ mình tin Chúa Giêsu như vậy là có đúng hay không, thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ được nhận biết là những người nào Chúa ban cho trí khôn thì nhận biết mình tin đấng nào. Chúng ta cầu nguyện. Thưa ơi, con cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu đến với chúng con và Ngài ban cho chúng con trí khôn để nhận biết đấng chân thật. Và mỗi một chúng con đang ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Hallelujah! Con cảm ơn Chúa, con vui mừng để tiếp nhận điều này và con sẽ nhờ Thánh Linh Chúa để bước đi trong Chúa Giêsu Christ bởi lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cho nên bây giờ chúng ta đã có sự sống đời đời rồi. Anh em nói, ồ con vui thích quá, con có sự sống đời đời. Và bây giờ Ngài là sự sáng ở trong câu 4 phần B. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3 cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Và bây giờ Đức Chúa Giêsu là sự sáng, ngày đêm có sự sáng của Ngài đó đến với thế gian. Và vì cớ Adam và Eva phạm tội, cho nên sự sáng của Chúa trên họ đó, lương tâm của họ bị tắt, không liên kết được với Chúa. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ngày đến, ngày khôi phục lại, ngày đem sự sáng trở lại cho con người. Và giống như trong Esai chúng ta thấy đó, sự sáng của Chúa chiếu vào miền của những kẻ đang ngồi dưới bóng của sự chết. Cho nên khi những người mà chưa tin Chúa là có một cái bóng nó che họ, mà bóng đó là bóng sự chết. Cho nên anh em nào tin nhận Đức Chúa Giêsu là anh em đã được Chúa chiếu sáng vào. Cho nên đừng có nghi ngờ nữa, đừng chần chờ nữa, mà phải tin nhận Đức Chúa Giêsu để tiếp tục bước đi trong sự sáng của Chúa. Trong Giăng 12 có 46, ta là sự sáng đã đến thế gian để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Trong Thi Thiên 36 câu 9 phần B, trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng. Và một điều để anh em có thể chiến thắng là khi sự tối tăm nó đến bằng nhiều cách khác nhau và nó làm cho chúng ta tự nhiên không thích đọc Kinh Thánh nữa, không thích đi nhóm nữa, không thích cái gì mà liên quan đến Chúa nữa, là chúng ta biết sự tối tăm nó đang bắt đầu vây phủ chúng ta rồi đó. Thì chúng ta hãy công bố câu Kinh Thánh rằng Chúa Giêsu đã đến đem sự sáng đến cho con và con tin Ngài, con chẳng còn ở nơi tối tăm nữa. Có nghĩa là một người tin nhận Chúa Giêsu là trước đây ở trong sự tối tăm, bây giờ Chúa đến Chúa đem người đó ra khỏi sự tối tăm và vào trong nước sáng láng của Ngài rồi. Cho nên Chúa đem chúng ta từ con cái của ma quỷ, thờ hình lạy tượng, sợ hết chuyện này đến chuyện kia, bây giờ ngày đêm chúng ta ra khỏi cái chỗ tối tăm sợ hãi bóng của sự chết đó, cho chúng ta vào trong sự sống và sự sáng của Chúa. Cho nên chúng ta không còn thuộc về ma quỷ, không còn thuộc về sự tối tăm, không còn thuộc về bóng của sự chết. Ma quỷ không có quyền trên đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Và tôi nói đi nói lại cái lý do mà chúng ta bị tấn công là vì cứ thứ nhất chúng ta quên hoặc là không biết, hoặc là chúng ta làm những công việc của sự tối tăm thì chúng ta bị ma quỷ tấn công hay là che khuất. Thì bây giờ chúng ta nhờ sự sáng của Chúa để bước ra khỏi liền và đừng để những điều đó vương vấn trong đời sống của chúng ta. Và bây giờ ở trong Esai đoạn 9 câu 1 đến câu 6, hồi nãy chúng ta vừa đọc đoạn Kinh Thánh đó, chúng ta sẽ thấy là sự sáng của Ngài đem con người ra khỏi bóng sự chết luôn. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúng ta thấy dùng cái chữ đã, Chúa làm rồi và Chúa cho cái điều này cho con dân của Đức Chúa Trời. Và ông Esai, Chúa cho ông nhìn thấy trước. Cho nên nếu ai muốn có những lời tiên tri, đây là lời tiên tri cho chúng ta. Có nghĩa là chúng ta đã được Chúa Ngài chiếu sáng trên cuộc đời của chúng ta và chúng ta không còn ở dưới bóng của sự chết, vì cớ khi sự sáng đến là sự tối phải đi. Giống như đèn mà chúng ta bật lên một cái thì phòng sáng ra. Cho nên chúng ta chỉ cần phải bởi đức tin để bật cái con tắt trong đời sống của chúng ta để đèn sáng lên. Vì chúng ta thấy nhiều khi mình nối kết với nhà đèn và mình có dây điện, mình có bóng nhưng mà mình lại không bật đèn lên thì vẫn không sáng như thường. Cho nên chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta xưng nhận đức tin nhưng mà không có sử dụng cái đức tin đó để bật lên, để
bước đi trong cái sự sống thì chúng ta không thấy sự sáng. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Trong Ê-sai 60 câu 2 và câu 7 đến câu 8, này sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Xong Đức Giê-hô-va dấy lên trên người, sự vinh quang Ngài tỏ rạng trên người. Khi Đức Chúa Giê-xu ngày chưa đến thế gian này đó, đây là những gì mà sự tối tăm hành động bao phủ hết. Và giống như một cái tấm màn á, nó che hết mọi người, để điều khiển hết những con người ở dưới quyền cai trị của ma quỷ. Nhưng mà khi Đức Chúa Giê-xu ngày đến á, là ngày tỏa sáng cái sự sáng đó cho người đó, cho khu vực đó, cho đất nước đó. Cho nên đây là một điều để chúng ta cảm ơn Chúa, là sự vinh quang của Chúa đã đến trên chúng ta rồi. Chúng ta không còn ở dưới sự tối tăm nữa. Và Chúa dạy cho chúng ta để không nói những việc của sự tối tăm, không làm những việc của sự tối tăm, vì chính những điều đó là chúng ta tắt cái con tắt để đèn nó bị tối đi, hay là dầu chúng ta không đổ vào, hay là đèn chúng ta không thắp lên. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết cách để sống trong sự sáng. Mà tại trên núi này Ngài đã trừ diệt, chúng ta gạch cái chữ trừ diệt, mặt của đồ đắp trên muôn dân. Chúng ta thấy ma quỷ, sự tối tăm nó đắp cái đồ của nó trên mặt của người ta, không thấy gì hết. Và Kinh Thánh ghi là Chúa đời này là mù mắt họ, che khuất hết. Và cái màn che phủ mọi dân tộc cho người ta thấy toàn là chuyện của ma quỷ không, của sự tối tăm, không thấy chuyện của Chúa. Và đây là điều chúng ta đã được Đức Chúa Giê-xu giải quyết. Mà trong câu 8, Ngài đã nuốt sự chết đời đời. Khi chúng ta thấy câu chuyện của ông Môi-se đó, cái gậy của ông Môi-se Chúa ban cho bởi quyền năng của Ngài, cái gậy của ông, nhưng mà với khi mà ông quăng cái gậy xuống thì cái gậy đó đã biến thành con rắn. Và khi mà ông nắm lại cái gậy thì cái gậy nó trở lại cái gậy trong tay của ông. Thì khi ông đem cái gậy đó đến trước mặt Pharaoh và muốn bày tỏ một cái dấu kỳ của Chúa, và khi ông quăng cái cây gậy đó xuống thì các pháp thuật nó cũng bắt chước, nó làm cũng được như vậy luôn. Nhưng con rắn hay là cái gậy của Aaron đó, hay là của Môi-se đó, nuốt hết tất cả những cái con rắn của các pháp thuật kia. Cho nên Chúa của chúng ta rất là có quyền, những cái gì Chúa ban ở trong tay của chúng ta đó, trong miệng của chúng ta đó, rất có quyền nào. Và Chúa Giê-xu Ngài đã tiêu diệt, nuốt có nghĩa là tiêu diệt nó, vô hiệu hóa nó. Cho nên Ngài nuốt sự chết đời đời, mà Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Cho nên ai tin lời phán của Chúa thì sẽ nhận được điều này. Mặc dầu chúng ta thấy chưa trọn vẹn, là vì cớ nhiều khi chúng ta cũng đối diện những chuyện buồn, người thân ra đi, hay là có nhiều điều xảy ra, nhiều khi chúng ta vẫn còn rơi nước mắt. Nhưng mà cái ý muốn của Đức Chúa Trời đó là trong Chúa Giê-xu, Ngài sẽ hoàn tất nó trong thời kỳ chung kết. Và trong cõi đời đời thì Ngài sẽ lau hết nước mắt, nghĩa là không còn phải khóc nữa. Vì Chúa chiến thắng, Chúa vui mừng, Chúa bình an, cai trị và ở với chúng ta cho đến đời đời. Cho nên hãy có một cái niềm tin, hãy có một cái sự vui mừng ở trong Chúa của chúng ta. Trong Thi Thiên 56 câu 13, vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Chúng ta sẽ nói, ủa sao tôi thấy những người tin Chúa vẫn chết vậy? Họ chết bằng xác thôi, còn bằng hồn của họ là sống đời đời với Chúa. Vì khi chúng ta tin Chúa, như hồi nãy chúng ta học, trong chúng ta có sự sống đời đời rồi. Khi đến chết có nghĩa là chúng ta qua khỏi đời này, bước vào trong cõi đời đời. Khi đến Chúa cứu linh hồn của chúng ta khỏi sự chết, và sự chết không có quyền trên những người tin nhận Đức Chúa Giê-xu một cách thật sự. Anh em hãy cảm ơn Chúa vì điều này. Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã. Đây là điều chúng ta cần để lưu ý. Chúa cứu linh hồn chúng ta và Chúa giữ chúng ta để khỏi vấp ngã. Vấp phạm sẽ làm cho chúng ta vấp ngã. Tôi thấy có nhiều người rất là được ơn, có khải tượng, có chim bao, có sự kêu gọi của Chúa, nhưng mà chỉ vấp phạm một cái, họ ngã luôn, bỏ chức vụ luôn. Và có nhiều người thì họ trở lại được, nhưng mà có nhiều người thì họ không trở lại được, và họ trở nên một đời sống là tin Chúa thôi, còn không dám hầu việc Chúa vì bị vấp quá đau. Đó. Cho nên xin Chúa Ngài cứu linh hồn của chúng ta rồi thì Ngài cũng giữ chúng ta, và qua lời của Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta thấy những cái bẫy của ma quỷ giăng ra để hại chúng ta. Cho nên đừng vấp phạm và giữ Chúa giữ chúng ta để đừng ngã, đừng sa vào trước của cám dỗ và sa ngã phạm tội với Chúa. Hầu
cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Ông David, ông trải nghiệm điều này. Khi thì ông xin Chúa hãy giữ ông để không ngã, vì trong Esai 51, ông đã ăn năn cái tội của ông mà chúng ta đã học vừa rồi đó. Ông đã phạm tội với Chúa, nhưng mà ông ăn năn, ông trở lại với Chúa và ông xin Chúa giữ ông để không có vấp ngã. Và ông tiếp tục đi trong sự sáng và sự sống. Hãy đi trong sự sáng thì có sự sống của Chúa và sự sống dư dật của Chúa ở trong chúng ta. Và Chúa ngài nói rằng mỗi một chúng ta đó là sự sáng của thế gian. Chúng ta là cái đèn để trên chân đèn. Chúng ta là cái thành ở trên núi. Cho nên Chúa ngài luôn luôn muốn con cái của Chúa chiếu sáng ra. Chiếu sáng không phải là giống như ngày hôm nay người ta đến ngày Giáng sinh đó, người ta có cái đồ để đội đó và nó chớp chớp, rồi áo chớp chớp, rồi chân thì chớp chớp. Nhưng mà thật sự ra thì đó là sự sáng của con người tạo ra cho đẹp, cho mọi người chú ý đến mình. Nhưng mà sự sáng của Chúa Giê-xu á, để chúng ta phân biệt, đó là sự sáng của Chúa Giê-xu là đem người ta đến với Chúa Giê-xu qua cuộc đời của mình, chứ không phải chiếu sáng để cho người ta lưu ý mình. Anh em nào mà còn muốn tạo cho người ta lưu ý mình hay là đưa mình lên thì chúng ta bị tắt rồi. Chúng ta không còn cái sự sáng của Chúa. Mà người nào muốn Chúa được vinh hiển, Chúa được tôn cao là sự sáng của Chúa bắt đầu khai phóng ra. Vì Đức Thánh Linh ngày đến, ngày tôn cao Chúa Giê-xu qua đời sống của chúng ta. Thì đây là những gì để chúng ta phân biệt là mình ở trong sự sáng thật hay là mình ở trong sự sáng của con người. Và chúng ta thấy những người gọi là ngôi sao điện ảnh đó, sự sáng của họ nó rất là sáng trên sân khấu. Nhiều người thích, nhiều người gọi là hâm mộ đó. Nhưng mà nó sẽ tắt trong một thời điểm nào đó. Và có nhiều người họ tắt rất là nhanh, vì cớ họ được sự ảnh hưởng của ma quỷ. Và trong ma quỷ không có sự sáng thật, không có sự sống đời đời, không có sự sáng lâu dài. Cho nên ai theo nó chỉ trong một thời gian mà thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng để những cái sự sáng giả tạo của đời này, vì nó không có sự sống mà là sự chết. Chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa là cha của chúng con, xin Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng con nhận ra sự sáng thật và sự sáng giả. Và chúng con không bị đùa vào những cái giả dối đem sự vinh hiển về cho mình, mà ngài đáng được vinh hiển qua sự thành công của chúng con, qua sự ban phước của ngài, qua chức vụ của chúng con. Ngay cả lúc chúng con hoạn nạn, khó khăn, ngài vẫn chiếu sáng, ngài vẫn được vinh hiển. Con cảm ơn ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và một điều để chúng ta nhận ra cái sự sáng thật của Chúa, đó là người nào mà có sự sáng của Chúa, người đó có sự vui mừng. Trong Esai đoạn 9 câu 2, Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa. Chúng ta thấy hàng người nào mà ở được trong sự hiện diện của Chúa, là được gọi là ở trước mặt Chúa đó, thì mọi người đều vui mừng, chứ không phải là một người. Như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. Một người có sự sáng thật của Chúa đó, thì người đó luôn luôn sống trong sự chiến thắng, vui mừng, và họ tin cậy nơi Chúa. Và chúng ta đã thấy những tấm gương trong Kinh Thánh như ông Joseph, như ông Daniel, ba bạn Daniel, Nehemi, họ ở giữa sự tối tăm mà sự tối tăm không ảnh hưởng tới họ, mà sự sáng của Chúa cứ tiếp tục chiếu trong đời sống của họ và càng ngày càng sáng lên. Chúng ta thấy ông Daniel, ông nói đó, cho nên là ông là một trong những ngọn đèn sáng ở tại vùng tối tăm của Babylon. Ba bạn của Daniel, Joseph hay là Ezra, Esate, Nehemi, họ bị lưu đày hết. Họ ở nơi thờ hình tượng, họ ở trong nơi tối tăm, nhưng mà họ rất là sáng. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy khi mà ông Nehemi ông trở lại Jerusalem đó, đó là nơi mà Chúa ngài muốn chiếu sáng, nhưng mà Jerusalem rất tối luôn, từ thầy tế lễ cho đến những người lãnh đạo. Và Chúa dùng cái ngọn đèn sáng là Nehemi đó, từ nơi Babylon tối tăm đó, Chúa đem trở về lại ở Jerusalem để chiếu sáng, để phục hồi, để phấn hưng lại Jerusalem. Chúng ta thấy Chúa lạ lùng không?
Cho nên nếu chúng ta sống giữa thế gian này mà Chúa Ngài ở trong chúng ta, giúp cho chúng ta để giữ đời sống của chúng ta đi trong sự sáng đó, thì Chúa sẽ sử dụng chúng ta một cách rất là lớn lao trong những nơi tối tăm. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và Ngài đang làm công việc này cho những người nào thật lòng khao khát sự sáng, sự sống của Chúa. Trong Thi Thiên 89 câu 15, phước cho dân nào biết tiếng vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Trong Ga-la-ti đoạn 5 câu 22, nhưng trái của thánh linh ấy là sự vui mừng. Người nào có sự sáng là người đó đang có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Và chúng ta thấy dân Israel họ ở trong đồng vắng 40 năm á, ban ngày thì trụ mây, ban đêm là trụ lửa, là Đức Thánh Linh Ngài đang hiện diện đó. Và Chúa thì ở trên đám mây. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là nơi nào có sự hiện diện của Chúa, nơi đó có sự sáng, nơi đó có sự vui mừng, nơi đó có sự bứt phá. Và chúng ta thấy trong Công Vụ đoạn 8, câu 5 đến câu 7, nói về thành Samari. Và Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó. Ông bị bắt bớ, nhưng mà ông đi xuống Samari để giảng về Đấng Christ chứ không phải để chạy trốn. Vì ông mang cái sự sáng của Chúa Giê-xu ở trong ông. Thánh Linh của Ngài đã đổ xuống nơi hội thánh đầu tiên. Và chúng ta thấy cứ dùng 120 môn đồ đó đem sự sáng của Chúa cho tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm đó. Bây giờ mỗi người có mặt ngày hôm đó, đó khi cơn bắt bớ đến đó, họ mang cái sự sáng của Chúa Giê-xu và họ đi nói về sự sáng của Chúa Giê-xu. Anh em để ý điều này. Người nào có Thánh Linh của Chúa, người đó mang sự sáng của Chúa Giê-xu và đem sự sáng đó đến cho những nơi nào mà Chúa đưa họ đến. Và ông Philip, ông làm điều này. Câu 6, đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và kẻ què được chữa lành cũng nhiều. Tại đó trong thành được vui mừng khôn xiết. Sự sáng đã đến tại Samari qua chức vụ của Philip. Cho nên kể từ giờ phút này, cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong từng anh em và nói rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa Giê-xu. Con đã tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu. Con có sự sáng lớn của Chúa ở trong con. Và bây giờ con mang sự sáng đó vào tại chỗ làm, vào nơi chợ búa, vào bất cứ nơi nào mà con đang ở hay là Chúa đưa con đến, giống như các sứ đồ đầu tiên, giống như các môn đồ đầu tiên, giống như các chấp sự đầu tiên. Philip là chấp sự. Thánh Linh của Chúa hành động vì sự sáng của Chúa đã chiếu rọi qua đời sống của Philip, qua những con người được sự đổ đầy của Ngài. Và những điều này chúng ta sẽ bắt đầu thấy quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra vì cớ Ngài đang ở và Ngài đang hành động qua đời sống của người đó. Ôi, khi tôi học điều này, tôi cảm thấy có một sự vui mừng của Chúa giống như Ngài cũng đã làm cho ở tại Samari. Nhà nào có Chúa, nhà đó có sự vui mừng. Người nào có Chúa, người đó có sự vui mừng. Hội thánh nào có Chúa, hội thánh đó có sự vui mừng thật của Chúa. Và thành Bẹt Xê hay là Bamphali, ở trong Công Vụ đoạn 13, câu 47, 48, câu 49 và câu 52, Phaolô và Ba-na-ba, đây là hai người, là hai sự sáng của Chúa, bắt đầu Chúa gửi đi đây. Trong câu 47, vì Chúa có dặn chúng ta như vậy, ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ, còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và đức thánh linh vậy. Bây giờ hai sự sáng này được Chúa gửi đến để mang lấy sự sáng lớn của Chúa Giê-xu vào cho dân ngoại. Và khi mà họ đến thì quyền năng của Chúa được bày tỏ và Kinh Thánh dùng cái chữ là tràn ra khắp trong xứ. Chúng ta thấy quyền năng của sự sáng, quyền năng của sự sống của Chúa trong một con người rất là lớn luôn. Hãy đặt tay và nói: con cảm ơn Chúa, con mang lấy sự sống và sự sáng của Chúa Giê-xu để tràn ra bất cứ nơi nào con đi kể từ giờ phút này. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Và bây giờ ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5, câu 5,
nói chúng ta như thế này, anh em, chúng ta sẽ đặt tên của mình vào ha. Đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự mờ tối. Hãy khẳng định đức tin của chúng ta kể từ giờ phút này. Con là con của sự sáng, con là con của ban ngày. Con không thuộc về ban đêm, con không thuộc về sự mờ tối. Cho nên những cái gì mà làm trong sự mờ tối, chúng ta từ chối vì chúng ta không thuộc về nó nữa. Bây giờ sự sáng của Ngài đem đến sự giải cứu hoàn toàn. Hallelujah! Ở trong Esai đoạn 9, câu 3 đến câu 4. Vì Chúa đã bẻ gãy cách họ mang. Chúng ta cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu. Sự sáng của Chúa đến bứt phá cái ách mà con đang mang bất cứ hình thức nào. Gian dâm, u uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác. Giống như vậy, bất cứ điều gì xác thịt muốn điều khiển để đưa chúng con vào ách của ma quỷ, để bị khống chế, để bị định tội, để bị xấu hổ, để bị giới hạn, bây giờ bứt phá trong danh Đức Chúa Giêsu. Ngươi không có quyền trên ta nữa, ta không muốn ngươi nữa. Và trong danh Đức Chúa Giêsu, ngươi phải rút cây roi ngươi ra khỏi lưng của ta. Ngươi không có quyền đánh ta bằng bệnh tật, đau yếu, thất bại, hà hiếp, chà đạp. Ngươi không có quyền trong danh Đức Chúa Giêsu, vì sự sáng của Chúa đã đến trên con, sự vinh hiển của Chúa chiếu rọi trong con, sự sống của Chúa ở trong con và đấng ở trong con lớn hơn kẻ trong thế gian. Ngươi không có quyền dùng cây gậy để hà hiếp ta nữa, ngươi không chăn giữ ta nữa, vì ta đã có một chủ mới, ta có đấng chăn giữ mới là Chúa Giêsu Christ. Ngài là đấng chăn giữ con, hallelujah, nên con sẽ được phước, con sẽ được tự do kể từ giờ phút này. Và trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, tất cả quyền lực đến từ Ma-đi-an là kẻ hà hiếp, người không có quyền nữa, vì Chúa Giêsu đã trút phế người, Chúa Giêsu đã đánh bại người, Chúa Giêsu có quyền ở trên người, ngươi phải quỳ xuống vâng phục Chúa Giêsu và phải lui ra khỏi đời sống của ta, gia đình của ta, lãnh thổ của ta, tiền bạc của ta, con cái của ta, chồng hay là vợ của ta, ông bà, cha mẹ, họ hàng của ta, các ngươi phải lui ra khỏi. Và con công bố sự sáng của Chúa chiếu rọi trên từng người trong gia đình của chúng con. Từng người mà con cầu nguyện bây giờ, xin sự sáng của Chúa tác động mạnh mẽ trên từng anh chị em của chúng con. Con cảm ơn Chúa, bởi đức tin con nhận lấy sự sống, con nhận lấy sự chiến thắng, con nhận lấy sự vui mừng, con nhận lấy sự vinh hiển của Chúa và quyền năng của Ngài khai phóng vào trong con và từ trong con khai phóng ra cho những người khác. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Kể từ giờ phút này, cuộc đời của chúng con sẽ trải nghiệm quyền năng biến đổi của Ngài và dấu kỳ phép lạ của Chúa bắt đầu xảy ra kể từ giờ phút này. Con cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện để những người thân yêu của chúng ta bị bệnh đó được chữa lành trong danh Đức Chúa Giêsu. Con ra lệnh cho bệnh tật, cho quyền lực của ma quỷ, bây giờ ngươi không có quyền để đắp đồ của các ngươi trên người trong gia đình của ta nữa, phải lui ra khỏi. Và tất cả những giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến cùng các áo sống váy máu đều dùng để đốt và làm đồ chùm lửa, vô hiệu hóa hết, không có quyền để hoạt động, không có sử dụng nữa. Chúng con cảm ơn Chúa, hallelujah, chúng con ngợi khen Ngài và con công bố sự sáng chiếu vào để đem sự sống vào trong từng người trong gia đình của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và trong Esai đoạn 10, câu 17, sự sáng của Israel sẽ trở nên lửa. Cảm ơn Chúa không? Đấng thánh nó sẽ trở nên ngọn đèn, chỉ trong một ngày đốt tiêu gai gốc và chà chôm nó. Chúng ta thấy quyền năng của sự sáng đến không? Vì Ngài là sự sáng lớn, vì Ngài là lửa, cho nên khi Ngài đến thì Ngài chiếu sáng và Ngài đốt cháy tất cả gai gốc mà chúng ta đã vướng mắc hay là chúng ta đã sống với nó. Colossae đoạn 2 câu 14, 15, Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta. Chúng ta thấy chữ xóa đây có nghĩa là xóa sạch. Tờ khế là cái tờ nợ
mà tờ nợ này nó nghịch cùng chúng ta. Chúng ta thấy những cái tội lỗi trong quá khứ nó nghịch lại. Bây giờ Chúa Ngài xóa hết và Ngài phục hồi chúng ta, Ngài ban ơn cho chúng ta cùng các điều khoản trái với chúng ta nữa. Vì trong cái tờ nợ nó có những cái điều khoản, ví dụ như nó có quyền để cướp những đồ trong nhà, nó có quyền nó bắt con cái, nó có quyền nó bắt người này người kia để nó trừ nợ vì cái người đó thiếu nợ. Cho nên tất cả những người trong nhà, tất cả những đồ trong nhà là ở dưới quyền của nó hết. Thì bây giờ Chúa Ngài đến, Ngài trả thay cho chúng ta và Ngài xóa cái tờ đó. Và các cái điều khoản mà nó đòi hỏi nơi chúng ta, Ngài cũng giải quyết luôn. Ngài phá hủy tờ kia đó. Phá hủy cứ nghĩa là làm cho nó tan nát rồi, nó không còn hiệu lực, nó không có quyền gì nữa hết. Mà đóng đinh trên cây thập tự có nghĩa là chết với Chúa và không có quyền hoạt động nữa, vì tất cả những điều đó là sự rủa sả. Chúa Giêsu Ngài gánh hết sự rủa sả cho chúng ta. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị, vì khi mà có một cái tờ nợ đó, nghĩa là chúng ta phạm bất cứ điều gì đó, thì ma quỷ nó nghịch lại với chúng ta để cái tội lỗi đó đó có cớ cho ma quỷ chiến thắng. Thì bây giờ Chúa đến, Ngài trút bỏ, có nghĩa là lấy ra khỏi, vô hiệu hóa, không còn hoạt động nữa. Ngài trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực. Không phải là một quyền cai trị mà các quyền cai trị, vì từng lĩnh vực của chúng ta, lĩnh vực nào phạm tội là thuộc về nó. Dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ, có nghĩa là hoàn toàn những cái gì mà ma quỷ nó lẩn trốn trong linh hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta đó, mà khi chúng ta thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu, Ngài chiếu rọi vào, Ngài bày tỏ cho chúng ta và Ngài trút bỏ cái quyền đó khi chúng ta ăn năn trở lại bước đi trong sự sáng của Chúa. Vì cớ ma quỷ nó thường làm cho chúng ta bị giấu tội lỗi để nó hoạt động. Chỗ nào giấu tội lỗi, chỗ đó là lãnh thổ của ma quỷ, là lãnh thổ của sự tối tăm. Nhưng mà người nào xưng tội của mình ra và bước đi với Chúa trong sự sáng thì lãnh thổ đó ma quỷ đã bị mất rồi. Cho nên tùy anh em lựa chọn, chứ không phải là do Chúa nữa, mà tùy chúng ta. Cho nên môi miệng của chúng ta sẽ kêu sự sáng hay là sự tối đến, đó là quyền của chúng ta. Và chúng ta sẽ cầu nguyện để Chúa Thánh Linh Ngài giúp cho chúng ta để bước đi trong sự sáng. Ở Philip đoạn 2 câu 15, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch. Chúng ta đang ở giữa thế gian này là dòng dõi hung ác ngang nghịch, anh chị em. Được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trích được, là giữa dòng dõi đó giữ lý đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Anh em thấy không? Giữ đạo sự sống thì mới chiếu sáng được. Không giữ đạo sự sống là tối tăm. Cho nên không phải chúng ta đi nhà thờ mấy lần, cầu nguyện kiêng ăn mấy lần, đọc kinh thánh mấy lần là sáng. Không phải. Mà là chúng ta bước đi trong lời của Ngài, giữ những điều Chúa dạy dỗ chúng ta thì chúng ta đi trong sự sáng. Còn nếu không thì chúng ta vẫn còn ở trong sự tối tăm và ma quỷ vẫn có quyền trên đời sống của chúng ta. Cho nên giờ phút này là giờ phút mà chúng ta được bước ra khỏi, chúng ta được tự do và chúng ta nói với xác thịt rằng ngươi phải chấm dứt và ta không làm nô lệ cho ngươi nữa và ma quỷ ngươi không có quyền đến đời sống của ta. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ còn công bố sự tha thứ của Chúa, đoạn tuyệt với tội lỗi giấu kín, với những việc làm trong tối tăm che giấu người khác. Nhưng mà với Chúa không có gì là Ngài không thấy, cho nên con ăn năn, con từ bỏ và con nhận lấy sự sáng, sự sống vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Không biết qua bài học này anh chị em có thấy được mình là người chiến thắng không? Mình là người sáng không? Hay là mình là người của sự tối tăm? Vì Chúa Giêsu Ngài làm hết rồi, bây giờ chúng ta có quyền lựa chọn để chúng ta bước vào trong vương quốc nào. Là anh em nhớ một điều là mình từ nơi ma quỷ đó làm con cái Đức Chúa Trời, từ nơi tối tăm á đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, từ nơi địa ngục đó bây giờ được làm con của thiên đàng, từ nơi một tên nô lệ đáng chết ư mất bây giờ được làm con của Đức Chúa Trời và được thừa hưởng cơ nghiệp đời đời của Chúa. Và trước đây thì ma quỷ cai trị trên đời sống của chúng ta, bây giờ chúng ta được đồng cai trị với Chúa Giêsu, được làm việc với Chúa Giêsu về nghề ban cho danh của Ngài để chúng ta chiến thắng ma quỷ và lấy danh Chúa trừ quỷ. Cho nên tất cả Chúa làm xong rồi, còn tùy cái thái độ đức tin của chúng ta với Chúa thôi. Thì anh em thấy như thế nào? Qua bài học này anh em có thấy được Chúa nhắc nhở mình điều gì không? Có thấy được khích lệ về những gì làm cho chúng ta trong Chúa Giêsu không ạ? Dạ, mình sẽ được lại rất là nhiều. Dạ. Vậy chúng ta là con của ai? Chúng ta là con của sự sáng. Con của sự sáng.
Mà con của sự sáng thì chúng ta có sự sống hay là sự chết ở trong chúng ta? Sự sống. Rồi. Bây giờ chúng ta quyết định nói sự sống, sự sáng hay là... Nói sự sống, sự sáng. Dạ. Nó nằm ở trên miệng của chúng ta đấy anh em. Cho nên ma quỷ nó hại chúng ta là cái miệng hại cái thân đó. Cho nên chúng ta sẽ có một cái quyết định là nói những công việc của sự sáng và công việc ở trong sự sáng thì chúng ta được an toàn. Còn nếu mà chúng ta làm những công việc tối tăm thì chúng ta đang mở cửa cho sự tối tăm nó ùa vào và nó tấn công vào đời sống của chúng ta. Và anh em có thấy là trong mình đang mang sự sáng lớn của Chúa không? Amen. Vậy thì chúng ta nằm xuống ngủ là chúng ta đang ngủ trong sự sáng. Ăn là ăn trong sự sáng. Nói là nói trong sự sáng. Đi là đi trong sự sáng. Sướng không? Dạ, mà nếu mà đó là lý do chúng ta nằm xuống ngủ, chúng ta tập suy gẫm lời Chúa. Chúa sẽ bắt đầu Chúa bày tỏ cho chúng ta trong chiêm bao, hay là Chúa ngày nhắc nhở cho chúng ta. Tôi không biết, cứ mỗi lần nhiều khi tôi nằm ngủ tôi thấy tôi đang ở trong lớp học Kinh Thánh với Chúa. Cho nên là Chúa ngài muốn liên kết với chúng ta. Thiên đàng đang ở trong chúng ta mà. Cho nên Chúa đang ở trong chúng ta, ngài muốn nói chuyện với chúng ta. Nhưng mà bắt đầu nằm xuống buồn nè, nằm xuống suy nghĩ những cái điều không tốt nè, nằm xuống mở phone ra coi những cái mất rất là nhiều thời gian. Dù khi chúng ta không coi bậy bạ nhưng mà chúng ta mất thời gian, thì bây giờ chúng ta sẽ đổi lại vì chúng ta là sự sáng. Cho nên chúng ta bắt đầu ca ngợi Chúa, bắt đầu tập thuộc Kinh Thánh, bắt đầu nghe Kinh Thánh, hay là nghe lại những bài mình đã học, hay là đọc lại những bài mình đã học. Cứ nghĩa là mình tạo một cái không khí của sự sáng, của sự sống chung quanh chúng ta. Ví dụ như con cái của chúng ta hay là những người nhà của chúng ta họ chưa tin Chúa đó, họ nói những cái việc tối tăm, họ làm những cái việc tối tăm, mình đừng có bị dính vào đó, mà mình bắt đầu mình quở trách nó bằng sự cầu nguyện của chúng ta. Đừng có chặn mấy người đó rồi quở trách họ nha. Nếu mà con cái chúng ta dạy được, nhưng mà những người nhà của chúng ta mà chúng ta thấy nhiều người chưa tin Chúa mà một mình tin Chúa, hãy trong danh Đức Giêsu, sự tối tăm người phải lui ra khỏi gia đình ta. Tôi phải lui ra con cái của ta, lui ra khỏi chồng của ta. Đó, vì mình có quyền mà. Vì đấng ở trong chúng ta rất là lớn. Mà vì anh em không sử dụng, mà anh em hùa theo hay là bị tấn công. Đó, ví dụ đi nhóm về cái bị chụp chửi cho một trận quá chừng là bắt đầu vô ôm mặt khóc liền. Chú ơi sao chú không nhìn giữ con? Chú ơi sao con đi nhóm được phước quá mà về con bị chửi như thế này? Con đâu có làm gì đâu Chúa, là giống vô xe đó, là bò xuống mà khóc á. Thì bây giờ mình đứng dậy trong danh Đức Chúa Jesus, người không có quyền đụng đến ta. Và người không có quyền đụng đến những người của ta, người phải lui ra khỏi trong danh Đức Chúa Jesus. Bệnh tật người phải lui ra khỏi, tối tăm người lập phải lui ra khỏi, vì ta có vua của sự sáng đang ở trong nhà của ta, đang ở trong lòng của chúng ta. Thì khi mà chúng ta công bố khẳng định cái lãnh thổ mình thuộc về Chúa như vậy, thì sự tối tăm là mình bật đèn sáng lên rồi, là sự tối tăm phải ra đi. Hallelujah. Amen. Anh em có vui thích là sự chiến thắng của Chúa, tôi cảm thấy như vậy. Tôi thấy là Chúa ngày bắt đầu ngày cho nhiều người sẽ được cái sự mặc khải này và anh nắm lấy. Và khi mà những cái sự tối tăm, nghe tin tức đi, bây giờ chúng ta sẽ nghe nhiều tin tức đó. Và nhiều người nào mà cái đầu của mình để vào tin tức á, bắt đầu cái tức đó nó sẽ tình á, cái tình đó nó làm cho mình tức, từ tức cho nên là tình đó, là càng tin hơn nữa đó. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ loại cái đó ra khỏi đời sống mình. Không có gì sai để biết tin tức để cầu nguyện. Ví dụ tôi biết vài một số thông tin là tôi cầu nguyện. Ví dụ tôi biết về thông tin của nước Mỹ, tôi biết thông tin về những cuộc bầu cử, tôi biết thông tin về Israel, tôi cầu nguyện. Vì cứ tôi là thầy tế lễ, tôi phải cầu nguyện cho vương quốc của Ngài. Tôi có trách nhiệm tôi cầu nguyện. Nhưng mà tôi không tức vì mấy cái đó. Vì cớ sao tôi biết được những gì mà người ta nói thì Chúa đã báo cho tôi biết trong Kinh Thánh hết rồi. Đâu có gì đâu lạ đâu. Tại mình thấy lạ cho nên mình mới ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên được có những cái mình lại tức. Đó. Còn bây giờ mình biết hết trơn rồi. Trong Kinh Thánh Chúa nói hết trơn rồi. Có gì lạ đâu. Cho nên chúng ta nắm lấy thẩm quyền của chúng ta và cầu nguyện. Khai phóng lửa của Chúa đến để đốt cháy rơm rác. Gió của Chúa đến để thổi hết tất cả những gì không thuộc về Chúa. Ra khỏi lãnh thổ của chúng ta. Ra khỏi hội thánh của Chúa. Ra khỏi đất nước của chúng ta. Thì Chúa ngài sẽ bắt đầu dấy lên một thế hệ kính sợ Đức Chúa Trời. Vì nhiều người đang bị rác đến, nó trở nên những cái ngọn núi để lấp luôn.
không thấy gì về Chúa cả. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta và chúng ta biết mình là ai trong Chúa Jesus Christ của chúng ta. Anh em có thấy đức tin mình được tăng lên không ạ? Và tôi tin á là Chúa đang chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Anh em là dân sẵn lòng của Chúa. Và Chúa ngài sử dụng chúng ta rất là lớn lao luôn anh chị em ơi. Cho nên bây giờ những cái của xác thịt, nói hành, nói xấu, những tin tức, những cái gì mà không đẹp lòng Chúa loại hết. Vì chúng ta không thuộc về những cái đó. Chúng ta là người của thiên đàng. Anh em nói, con là người của thiên đàng. Con là người của thiên đàng. Vì cớ Chúa chuộc chúng ta rồi khỏi thế gian rồi. Cho nên chúng ta là người của trời mà. Chúng ta là công dân thiên quốc, là người của thiên đàng. Mà Chúa gửi chúng ta xuống trở lại để ở trong cái vị trí đó, cái nhà đó, là một người tại nơi đó để chiếu sáng sự vinh hiển của Chúa tại đó. Cho nên Chúa ngày đang dùng mỗi anh em là những ngọn đèn phải để trên chân đèn. Và những cái thành thì phải ở trên núi, đừng ở dưới trũng là không có thấy ánh sáng. Cho nên mỗi chúng ta được cái sự sáng vinh hiển của Chúa rất mạnh. Ngài đang chiếu vào, anh em thấy cái đèn ở trên sân khấu không? Cái người nào mà hát á, đèn đó nó chiếu vào con người đó. Thì y chang như vậy đó, Chúa đang chiếu vào trong đời sống của chúng ta. Để chúng ta đi đâu thì sự sáng đó vẫn đi theo để bảo vệ, để gìn giữ, để soi sáng, để giúp đỡ, để chiến thắng cho chúng ta. Cho nên nói con cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-xu đang ở trong con. Ngài là sự sáng và sự sống. Và nhờ Thánh Linh của Ngài để sự sáng đó chiếu rõ, ảnh hưởng đến những người chung quanh, tất cả chúng ta nhờ Thánh Linh hết đó. Bây giờ tất cả chúng ta đưa tay lên để hướng về Chúa nha, để tiếp nhận từ nơi Chúa đó. Trời, con cảm ơn Chúa, Ngài đang ở đây với chúng con, và Chúa Giê-xu là sự sáng lớn đang chiếu vào lớp học của chúng con, đang chiếu vào từng nhà, từng người của chúng con. Và trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ, sự tối tăm người không có chỗ ở đây, sự tối tăm người không có quyền ở đây, sự chết và tất cả quyền cai trị của ma quỷ, người đã cầm buộc dân sự của Chúa trong những năm tháng qua, con cái, gia đình, bây giờ trong danh Đức Chúa Giê-xu, chúng con nhận lấy lẽ thật này, chúng con đồng ý với lẽ thật này, và chúng con nói rằng lẽ thật này được hoạt động trong chúng con, vì chúng con có sự sống và sự sáng của Chúa Giê-xu, một sự sáng quyền năng đang hành động trên chúng con. Chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa, và trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ, tất cả những công việc của tối tăm phải chấm dứt kể từ giờ phút này. Và trong danh Đức Chúa Giê-xu, chúng con nói là môi không rao truyền sự tối tăm nữa, không rao truyền sự chết nữa, không rao truyền những công việc của ma quỷ nữa. Con sẽ tôn cao Chúa Giê-xu trong đời sống của chúng con, và càng ngày sự sáng của Chúa Giê-xu càng tỏa sáng và càng sáng hơn nữa. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con là những con cái của sự sáng. Chúng con không còn thuộc về tối tăm. Chúng con quyết định không làm những công việc của tối tăm nữa, vì chúng con không thuộc về tối tăm. Chúng con thuộc về ban ngày. Chúng con thuộc về sự sáng. Gia đình của chúng con thuộc về sự sáng. Và trong danh Đức Chúa Giê-xu, năm này là sự cứu rỗi của Chúa cho tất cả những người thân yêu của chúng con. Và xin Chúa ngài giúp cho chúng con hiểu bài học này và bước đi trong sự sáng, trong sự vinh hiển của Chúa. Kể từ giờ phút này, chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa. Chúng con tiếp nhận quyền năng của Đức Thánh Linh để lửa của Chúa đốt cháy trên chúng con trong giờ phút này. Hãy nói rằng con cảm ơn Chúa, con đồng ý, và Thánh Linh của Chúa hành động. Quyền năng của ngài để bệnh tật phải chấm dứt. Danh Chúa Giêsu Christ. Cái ách nào, cái roi nào ma quỷ đánh trên đời sống của chúng ta, nghèo đói, thiếu thốn, bệnh tật, giới hạn, khốn khổ, bị bẻ gãy, bị đốt cháy trong danh Đức Chúa Jesus Christ, và các ngươi phải lui ra khỏi gia đình của ta, lui ra khỏi lãnh thổ của ta, lui ra khỏi thân thể của Christ. Con công bố sự chữa lành của thân thể của con, hãy tiếp nhận sự chữa lành của Chúa Giêsu. Con chấp nhận sự chữa lành của vì cớ ngài đã vì tội của chúng con mà bị vết, vì sự gian ác thương, bởi sự sửa phạt ngài chịu chúng con bình an, bởi lần roi ngài chúng con được lành bệnh. Hallelujah. Chúng con công bố sự tự do, công bố sự chữa lành, chúng con công bố sự lạ của Chúa thực hiện trong đời sống. Từ giờ con là con của thiên đàng, con là con của sự sống, cho nên sự chết
chết ngươi không có quyền nữa, bệnh tật ngươi không có quyền nữa, ngươi đã bị đánh bại. Và ta bước ra khỏi lãnh thổ của ngươi, và các ngươi cũng không có quyền trên lãnh thổ của ta. Trong Chúa Giê-xu, con công bố sự chiến của Ngài, con công bố sự chiến thắng của Ngài, con công bố sự vui mừng của Ngài, con công bố sự tự do của Ngài, công bố sự phước hạnh của Ngài bước vào trong con và gia đình con kể từ mày. Alleluia. Alleluia. Tự do. Chắc chúng con để cho người ta thấy Chúa Giê-xu là sự sáng ở trong chúng con bởi thánh linh của Ngài. Hallelujah. 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 Con được tự do. Hallelujah. Hallelujah. Ai gia đình chúng con được tự do. Hallelujah. Con rất cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, Ngài là Cha của chúng con. Cảm ơn Chúa, Giê-xu là Vua của chúng con. Cảm ơn Chúa Thánh Linh là Thần lẽ thật ở trong chúng con. Cảm ơn Chúa vì chúng con được làm con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì con được tự do kể từ giờ phút này. Con là con của sự sáng, con là con của sự sống, con là con của Vua chiến thắng. Và trong danh Đức Chúa Giê-xu, tất cả những công việc mờ tối, tất cả những công việc của ma quỷ đã đắp ở trên gia đình của ta, đã hành động trong con cái của ta, bây giờ bị trút phế trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Và các ngươi phải lui ra khỏi trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Các ngươi không có quyền trên ta nữa. Dòng dõi của ta, hậu tự của ta bước đi trong sự sáng, vì chúng con là con cái của ban ngày, chúng con là con cái của sự sáng, của sự sống. Cho nên sự sống và sự sáng của Chúa ở trong chúng con được khai phóng ra kể từ giờ phút này, và quyền năng của Đức Thánh Linh tuôn đổ trên chúng con như là lửa đốt cháy trong chúng con, để chúng con sống cho Chúa Giê-xu, để chúng con giảng tin lành của sự sáng ra cho những người chung quanh của chúng con. Và trong danh Đức Chúa Giê-xu, ta đoạn tuyệt với sự chết, ta đoạn tuyệt với sự tối tăm, những công việc của tối tăm, những tin tức về sự tối tăm, những điều ác không có quyền trên môi miệng của ta, không có quyền cư trú trong nhà của ta, vì đó là chỗ của sự tối tăm. Bây giờ các ngươi không còn chỗ nữa, ta không chứa các ngươi nữa, các ngươi phải lui ra khỏi trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Con công bố sự chữa lành của Chúa Giê-xu trên thân thể của con. Bất cứ bệnh tật nào, ngươi không có chỗ nữa, ngươi phải ra khỏi trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Và những cái quyền lực của người, những cái chương trình kế hoạch của người bị đốt cháy từ đến đầu xuống bàn chân, người không có chỗ để cư trú trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Con công bố sự chữa lành, con công bố sự tự do, con công bố sự chiếu sáng của Chúa ở trên con kể từ giờ phút này, và cả nhà chúng con sẽ được hưởng sự vui mừng, sự vinh hiển, sự sống dư dật, quyền năng của Ngài. Con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Hello, cô. Amen. Hallelujah, amen. Hello, cô. Hosanna. Con nhờ cô cầu nguyện cho con trai của con hiện tại nó đang bị cảm á. Tên của cháu là Y Tình Nguyễn, con của Trúc á. À, con của Trúc hả? Dạ, nó bị giống như, nó nói giống như, thì bây giờ thì người ta giống như, người ta nói giống như là COVID vậy đó, nhưng mà con cũng không có tin cái đó, thì con cũng cầu nguyện cho cháu hồi ngày hôm qua giờ, nhưng mà con mới đi làm về tới nhà thì cháu nói là còn bệnh mẹ ơi, dạ, sẵn cô đang ở trên đường dây, cầu nguyện trong sự hiện diện của Chúa, con tin, hiện năng của Chúa sẽ chữa lành. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện cho cháu Ethan. Cháu bị cảm
cảm cúm, cảm sốt, cảm lạnh hay là virus thì gì, bây giờ lửa Chúa đốt cháy hết và các người phải lui ra khỏi trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Các người không có quyền ở trên đời sống của ta và gia đình ta, và ta không chứa sự chết nữa, ta không chứa bệnh tật, ta không có chỗ cho người. Và xin Chúa tha thứ những tội lỗi của chúng con đã nói về sự chết, đã nói về sự tối tăm hay là có chỗ cho nó bằng bất cứ hình thức nào, thì bây giờ các người phải cuốn gói và đi ra khỏi, ra khỏi thân thể của cháu Ethan, ra khỏi thân thể của đời sống của chúng ta, ra khỏi thân thể của từng người trong gia đình của chúng ta, và con công bố sự sáng của Chúa bao trùm chúng con, sự sáng vinh quang của Chúa đầy dẫy trên chúng con, và vua vinh hiển của Ngài vào trong chúng con, và chúng con hoan nghênh Ngài. Vua vinh hiển là Chúa của chiến trận, là Đức Giê-hô-va vạn quân ở trong chúng con và cai trị trong chúng con từ nay cho đến đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn về sự chữa lành của Ngài, cảm ơn về sự giải cứu của Ngài, cảm ơn về sự tự do của Ngài, trong danh Đức Chúa Giê-su Christ. Amen.